Phương ơi, xin chào các bạn nha. Chào các bạn đến với kênh của Hoài Phương nha. Hôm nay đi bắt chuột các bạn ơi. Đi theo mấy người mấy cách ra bắt chuột hay hay luôn. Ở đây ta bắt quá bắt rồi. Không biết có chuột nhiều không các bạn, để mình quay cận cảnh cho các bạn coi nha. Nếu các bạn xem video nếu có thấy hay hãy cho mình một like các bạn. Quá bụi. Khu vực này nè, biết dính cái giò hay dính cái tay nè. Nè, nó dính rồi. Vương đi. Tôi bắt có khi nào chặt. Giỏi quá. Không giỏi, nãy giờ mấy con rồi. Con chà vá luôn. Kệ bắt đi. Con hay cái máy ơi. Quá trời con chuột luôn. Ôi chuột bầu hả? Bầu yết gì. Đây còn con nữa nè. Còn con đây nè, nó chạy ra bự nữa. Quá trời, tôi bắt chuột nó chơi tôi hoài tà. Nó, kìa, kìa, động dâm kìa. Dính chưa? Quá hay. Quá hay bạn ơi, trời ơi, con chuột. Giấy, giấy phiếu. Con chuột đó, ổng kiếm nãy đó. Không thấy tao bắt được chuột chứ. Con chuột tôi quay ra. Chạy vô luôn các bạn ơi. Chuột bự lắm, bự với dơm chứ giò đó á là đi chuột cà bá luôn. Dính luôn các bạn. Kìa chuột mạnh chứ rồi. Chạy dữ rồi các bạn ơi.
quả chuột luôn các bạn ơi. Chặt chuột đó ra tay chỗ đó bự luôn đi tay.